Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở Hòn Nghệ, Kiên Giang. Hôm nay thì mình quyết định đi ra Hòn để quay cho tất cả các bạn mọi người cùng xem là một cái cảnh phải nói là hết sức hải hùng khi những chiếc tàu cá là đang cố gắng đánh bắt khi mà trời tình hình thời tiết là đang vô bão cũng như là sức gió rất là mạnh. Đây thì trên hình nhỏ các bạn mấy anh em thì rất là nhiều tàu đang đánh bắt cái khu vực này. Đây là cái mặt ở trên của Hòn Nghệ. Anh đang cào lụa, chờ sò, cào cái gì đó thì mình cũng không biết nữa. Kìa, mọi người cùng xem sóng gió kìa. Quá chừng luôn rồi các bạn ơi. Đây, hiện tại là khu vực này là tàu ghe đang hoạt động rất là nhiều nha. Trời ơi, mấy anh này anh chạy anh kênh sóng kìa. Tại vì cũng đang cào á cho nên là sóng nó cũng hạn chế đỡ kìa. Chiếc nào chiếc nấy kìa. Trời ơi, ngập mũi luôn các bạn. Thì mình ra đây để quay cho tất cả các bạn mọi người xem là những chiếc tàu ghe gặp sóng gió, một cái cảnh phải nói là hết sức là hải hùng ha. Mọi người hãy nhớ đón xem hết cái hành trình mình đến Hòn Nghệ để quay cho mọi người xem. Quá chừng luôn rồi các bạn ơi, cái chỗ này là sóng khủng khiếp lắm. Trời ơi kìa, chiếc ghe nào cabin màu vàng thì dưới 15 mét ha, đánh bắt ở trong cạn. Còn chiếc nào mà cabin màu xám thì trên 15 mét. Thật à, hai chiếc cùng lúc đang nhảy kìa. Phải nói là dã man khủng khiếp thật sự các bạn. Anh nào anh chạy mà ngược sóng ngược gió thì mọi người thấy cái chiếc tàu nó bay lên thoát khỏi mặt nước luôn. Đó. Để kiếm được những cái đồng tiền ở trên biển thì phải nói là rất là cực khổ các bạn. Khi mà trời yên biển lặng thì không có cá tôm quá nhiều, nhưng mà mỗi khi sóng gió thế này thì người ta cào mới có đồ, mới có cá ha. Wow, chiếc này anh em đang chạy hướng ngược ngược xéo xéo này. Trời ơi, hai chiếc này các bạn. Yeah. Bay lên thả xuống, bay lên hợp xuống rồi. Trời ơi, cái ghê vậy. Quá chừng luôn rồi các bạn ơi. Yeah. Mấy ảnh chạy cũng cố gắng tránh né mọi địa hình, mọi cơn sóng á, nhưng mà không thể nào mà tránh được hết hoàn toàn, chỉ trừ khi vô trong bờ đậu thì mới tránh thôi. Thời điểm sóng gió nổi lên thì cũng là cái thời điểm mà mấy anh cũng đang cố gắng tranh thủ để đánh bắt, để khi mà trời yên á thì không có cá, không có tôm các bạn. Nó cũng như là ở trên màn hình nhỏ các bạn có hai chiếc ghe, một chiếc là cabin màu xám, còn một chiếc là cabin màu vàng. Tức là cái chiếc cabin màu xám đó là chiều dài của nó là trên 15 mét, còn chiếc cabin màu xám thì chiều dài nó đâu đó khoảng chừng 14 mét đảo lại, nó chầm nằm trong cái khung khổ đó. Rồi kìa, đang kéo cào luôn cái chiếc màu xám đó các bạn. Đây, hai chiếc màu vàng ở đây, nguyên cái chùm này, chỗ này là mấy anh đang cào hến, cào lụa, cào sò gì đó. Nói chung là mình chỉ biết cào thế đó thôi, còn chính xác hay không thì không biết là cái con gì mới chính xác. Quá, wow, cái khu vực này anh đang hoạt động hết công sức chỗ này luôn nè. Sống nó như là cái niệm lò xo nó đang nhồi nhúng ngoài kia vậy. Lên đền thật sự các bạn. Đó. Kìa. Có thể nói là quá vất vả cho mấy anh em khi mà đi biển ha. Đúng là cái công việc trên biển thì hầu như là nó quá vất vả hơn những cái công việc bình thường. Đây là một cái chiếc đang lấy cào này các bạn. Bây giờ thì bỏ cào xuống dưới rồi. Hình như cái này là cào cái con gì? Cái con gì ta? Cái con gì mà cho con tôm nó ăn á. Chỉ có mấy anh em đi biển rồi mới gành cái con đó thôi, mình cũng không có như con hến hay sao á. Đây, còn chiếc này thì đang đi ra kìa. Ít à, trời ơi. Sóng mà nó nghiêng nghiêng ngập ngập luôn các bạn ơi. Quá chừng luôn.
ảnh đi là ngang ha, chứ không có đi ngược. Rất là nhiều tàu đang hoạt động cái khu vực chỗ này, hay cái chỗ phải nói là cực kỳ là nguy hiểm nữa chứ. Đóng chỗ đó là lượng nào lượng nấy, rất là bự nha. Trời ơi, chiếc ngoài kia kìa. Nó bay lên, nghiêng lên, hụp xuống. Tranh thủ cái thời điểm này các bạn, để mà phải hôm nữa là trời yên biển lặng là mọi thứ nó sẽ không có được nhiều. Xịt cối. Ồ, cái chiếc bè bên kia ghê thiệt chứ. Cái chiếc bè kìa. Còn đây là mấy anh đang kéo cào. Thôi thôi nè, thôi chiếc này nè. Thì tình hình thời tiết thì mình cũng có nghe nói là thời tiết đang cực kỳ là vô cái mùa khó khăn, cũng như là giông bão các bạn. Quá chật luôn. Trời ơi, thấy ghê vậy. Anh này anh bay lên hụp xuống nãy giờ mấy cái các bạn. Đó, đang lấy cào. Chỗ này thì nước nó xanh dần à, ghê lắm. Ghê chưa? Trời ơi. Trời ơi, thấy ghê vậy. Chiếc này chạy nguy hiểm quá. Đây nữa này. Wow. Khu vực chỗ này thì trên dưới đâu đó cũng mấy chục chiếc tàu đó nha, đang hoạt động cái khu vực này. Trời ơi, mọi người thấy kìa, hót ruột hót gan ha. Chiếc nào mà nhỏ nhỏ là nhìn nguy hiểm lắm. Như chiếc này nè. Chiếc này nãy giờ mình thấy nguy hiểm lắm nè. Nhưng mà đối với mình thôi, chứ những mấy như mấy anh thì hết sức là bình thường. Lượng nào lượng ấy sống hết hồn thiệt chứ. Chiếc này mới ghê nè các bạn. Ghê chưa? Và chiếc nào ở ngoài kia thì sóng nó muốn bằng với cái mũi tàu luôn. Trời ơi, này là đang đánh có đồ rất là nhiều nha, cho nên mấy anh cũng biết là nguy hiểm nhưng mà cố gắng thôi. Rồi, chiếc ghe kìa. Wow.
quả trần luôn các bạn. Nước nó xanh dờn, chỗ nào mà nước xanh là chỗ đó nước cực kỳ sâu. Ok, cũng kinh nghiệm kỹ thuật lắm mới chạy luồn lách như thế này. Này thế này, rất là nhiều tàu đang hoạt động cái khu vực chỗ này luôn. Ủa đâu mất tiêu hết trơn rồi. Đây. Chiếc thì chạy ngang, chiếc thì chạy ngược. Kiểu giống như là sóng gió nó động ổ, động hang bên dưới á. Rồi cho nên là người ta tranh thủ cào ở trên. Rồi, hai chiếc ghe rồi. Không biết quay chiếc nào luôn, quá nhiều rồi. Chiếc này nãy giờ mình thấy nó bay cao nhất này. Trời ơi. Nói là nhìn cái cảnh này hết sức là sợ thiệt các bạn ơi. Kìa, cái ghe kìa. Kìa, mọi người xem cái mũi tàu kìa. Chiếc nào cũng đang cố gắng tranh thủ để đánh bắt cho thật nhiều ha. Khi nào mà đầy ghe mới vô. Còn đây là hai chiếc. Wow, chiếc này chạy nghiêng khủng khiếp thì các bạn ơi. Ngoài kia cũng có một chiếc đang chạy nữa kìa. À, chiếc bài này chạy nguy hiểm lắm này. Quá xa. Để mình quay mấy chiếc gần gần đây cho mọi người xem đi. Cho nó nét hơn. Còn đây là một chiếc khác nữa. Cứ bay lên hợp xuống liên tục. Đó nè. Mọi người nhìn cái lượng sóng là thấy cảm thấy là thật là đáng sợ rồi ha. Cố gắng chạy chừng sóng cũng như là tránh né giữ trời lắm. Rồi ơi, đằng kia thì phát hiện thấy một chiếc cao tốc đang chạy. Đây, để mình quay chiếc cao tốc gặp bão cho mọi người xem này. Chiếc này hình như là đi Phú Quốc.
dập giá hay sao á. Hướng này là hướng về gạch giá này. Trời ơi kìa các bạn ơi, khoảng cách là tiếc là đây đó quá xa, chứ phải nó gần gần thì mình sẽ zoom, cố gắng zoom cho người xem nó rõ nét hơn. Chiếc này là còn kêu là chiếc tàu hai thân đó nha, ở chính giữa nó bỗng tót à, chỉ có hai bên hông thôi. Trời ơi ghê vậy. Tình hình thời tiết là còn diễn biến phức tạp lắm các bạn. Ảnh đang phi với một tốc độ cực kỳ nhanh nha. Giữa biển mà có một chiếc tàu phải nói là chạy nhìn mạnh mẽ thật sự. Người sống cỡ đó mà anh chạy nhìn khá là bình thường. Ôi ơi kìa. Trời ơi ngập mũi luôn, thấy ghê vậy. Đó, trời ơi. Khủng khiếp vậy trời. Chứ là cao tốc đó nha. Này tiếp tục này nha, để mình sẽ cố gắng zoom cái chiếc quay theo cái chiếc này để cho mọi người xem cho nó đẹp hơn ha. Kìa ghê thật sự, chỉ tiếc là khoảng cách mình nó quá xa các bạn ơi. Chiếc đó là chạy là không tránh né sóng gì đâu nha, cứ phiêu trên mặt nước thôi. Wow. Này, mọi người cùng xem nè, sóng phủ ở trên luôn nè. Cái đó là xuất phát từ Phú Quốc đi tới đây là cũng nửa chặng đường nè, rồi sẽ đến kia Gạch Giá, Kiên Giang. Tuy là khoảng cách đây đó khá là xa, nhưng mà mọi người thấy là nó cũng không rung lắc quá nhiều. Tại vì cái độ vững của chiếc đó thì phải nói là ổn định cực kỳ các bạn. Từ ở Hà Tiên mà đi ra Phú Quốc thì tầm đâu đó 1 tiếng hoặc là 45 phút. Nhưng mà từ ở Phú Quốc về Gạch Giá thì chắc theo mình nghĩ tầm đâu đó khoảng chừng 1 tiếng mấy hoặc 2 tiếng quá. Quá xa ha. Đó, này, mọi người xem cái độ mà lướt sóng của chiếc cao tốc này đây. Kìa kìa. Wow, cái mực nước, cái nước ở phía sau anh đạp kìa. Tốc độ đi rất là nhanh nha các bạn. Nước ở phía sau đạp kìa. Để mình sẽ tạm ngưng mấy chiếc tàu cá này qua bên, mình sẽ cho mọi người xem chiếc cao tốc đi cho nó hấp dẫn hơn. Tới đây coi bộ nó ảnh ổn định hơn hồi lúc nãy rất là nhiều. Cái mũi kìa cũng cắm 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 chứ không phải chơi đâu nha. Vô cặp mé hòn rồi nè. Rồi anh lướt kìa. Này chạy xuôi sóng xuôi gió cũng không đến nổi gì quá nhiều. Chứ nếu mà chạy ngược sóng ngược gió là chiếc cao tốc này chạy sóng nó đánh lên ghê gớm lắm. Trời ơi, dữ thật ha. Thank you.
Trời ơi kìa, nó như cái con cá voi mà nó xịt nước kìa các bạn. Nhìn đã thật sự. Chạy cũng cặp cặp mé hòn. Trời ơi, thấy ghê vậy. Má ơi. Đó nè. Khủng khiếp thiệt các bạn. Ý là đi ngược sóng ngược gió đó, xuôi sóng xuôi gió đó nha, chứ ngược sóng ngược gió là nguy hiểm lắm. Nè 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 nè, bắt đầu nè. Ây da, phức cái trụ điện này. Trời ơi, dễ cục điện kìa, đẹp tuyệt vời. Tiếp tục cái này. Để coi coi một hồi coi có chiếc nào chạy ngược sóng ngược gió không nha. Wow, chạy quá nhanh ha. Cái độ ổn định của ảnh là cực kỳ cao. Ý là chạy bão đó mà chạy còn như vậy nữa các bạn. Tới đó là nó im rồi. Quá xa các bạn ơi. Trời ơi, cái chiếc này nè các bạn ơi. Lúc bây giờ thì sóng gió phải nói là cuồn cuộn nổi dậy rồi. Quá chừng luôn rồi. Đây bất ngờ chiếc con bắp ở bên gạch giá chạy lên này các bạn. Wow. Nãy chiếc kia thì vừa đi xuống dưới. Giống như cái điểm này là cái điểm giữa vậy. Này mọi người cùng xem cái lượng sóng đánh nè. Phải nói là tuyệt vời luôn á. Wow, giữa sóng gió mà anh chạy phiêu kìa. Trời ơi, dữ dằn thiệt chứ. Khủng khiếp thiệt các bạn. Nữa này. Wow. Phải nói là dã man. Anh cũng đang cố gắng càng lướt giữ trời lắm nha. Nhưng mà không thể nào mà tránh nổi những cái cơn sóng mà nó lớn. Đi ngang dãy cột điện rồi các bạn ơi. Ghê chưa? Chứ cũng không có quá nặng. Đó.
là chiếc cao tốc nó khá là cao quá nha, nhưng mà còn bị như vậy á. Chỉ tiếc là máy quay mình quá xa, không còn thấy được nó trong các bạn. Chạy rất là nhanh nha. Trời ơi. Trời ơi. Giờ chỉ còn thấy cái chiếc tàu có tóc nó đỏ đỏ, có chút xíu xíu à. Đó. Yeah. Còn mờ mờ thôi các bạn. Đây bây giờ thì trở lại với mấy chiếc ghe nha. Giữa lúc này thì sóng gió có thể nói là rất là dữ. Yeah.